À, câu 9 ạ. À. Ở quê con, trước khi lên nhà mới, họ rủ nhau đến đọc tụng kinh Địa Tạng một tuần thì mới lên ở. Con không hiểu là vì nguyên do gì. Dạ, thưa thầy giải thích giúp con ạ. Khi họ muốn vào cái nhà mới á, thì mỗi tuần á, đọc cái kinh Địa Tạng thì để làm cái gì ạ? Bây giờ tu truyền tông á, không có đụng tung gì đâu, không có tụng bất cứ cái danh gì. Trong truyền tông nó có cái kinh sám hối để cho người ta bước đi vào trong nhà thôi, nhà thiền thôi. Khi vô được rồi không có xài. Bởi vì Phật gia trở lên hoàn toàn không tụng kinh, chỉ có Phật tử mới tụng thôi. Thực tử mà không có khả năng đi vô được thì phải tụng. Còn ngoài ra tinh cung vật lý hoàn toàn không có xài. Thiền tông có xài kinh vật lý. Không cầu, không cúng, không tụng mà mình tụng cái gì? Mà sở dĩ mà thiền tông cho tụng cái kinh sám hối của thiền tông là vì muốn giúp cho người đi vào cái thiền này thôi. Vô rồi phải bỏ. Vì thế mà giờ Đức Phật nói là qua sông bỏ bè là cái chuyện này nè. Anh muốn qua sông là anh phải có bè anh đi qua, qua sông rồi anh bỏ chứ không giác đi nữa sao được.